Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin tiêu điểm quốc tế để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự thế giới mới nhất. Trong 24 giờ qua, chiến sự Ukraine diễn ra hết sức quyết liệt. Ukraine công bố kết quả tác chiến ở mặt trận phía Nam. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Kupiansk. Nga và Ukraine giăng thế trận mới ở Biển Đen, thúc đẩy đối thoại hòa bình để giải quyết khủng hoảng Ukraine, rủi ro và thách thức nếu can thiệp quân sự vào Niger. Sau đây là thông tin chi tiết. Ukraine công bố kết quả tác chiến ở mặt trận phía Nam. Pravda dẫn thông báo của chuẩn tướng Oleksandr Tamnatsky, tư lệnh nhóm lực lượng tác chiến và chiến lược Tavria, viết trên Telegram cho biết Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu 301 binh sĩ Nga, trong đó 90 người bị thương, 12 người bị bắt trên mặt trận miền Nam Ukraine trong 24 giờ qua. Ông cũng cho biết thêm, trong ngày 14 tháng 8, Ukraine cũng đã phá hủy 34 thiết bị quân sự của Nga, bao gồm 5 xe tăng, 8 xe bọc thép chở quân, 5 hệ thống pháo và cối, 2 pháo phản lực bắn loạt, 1 hệ thống phòng không, 2 UAV, 8 phương tiện, 3 thiết bị đặc biệt. Lực lượng Ukraine cũng phá hủy 3 kho đạn của Nga. Mặc dù Ukraine đã giành được những kết quả nhất định trên chiến trường, nhưng truyền thông phương Tây gần đây bắt đầu hoài nghi về khả năng thành công trong chiến dịch phản công của Kiev. Theo CNN, nhiều nghị sĩ Mỹ cho rằng cần đánh giá một cách nghiêm túc về tốc độ tiến công chậm chạp của Kiev và điều này có thể dẫn tới những hệ quả nghiêm trọng khiến nguồn viện trợ sụt giảm. Người ta nói nhiều về phòng tuyến Surovikin, nhưng đúng ra đó là một trận đồ Surovikin, tạo ra một hệ thống phòng ngự được vận hành, cài đặt trên nền tảng công nghệ khí tài trang thiết bị tiên tiến, kết hợp giữa bố trí các bãi mìn với những khu vực hỏa lực và điểm săn xe tăng. Cho tới lúc này, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine chưa có cách hữu hiệu nào để hóa giải trận đồ Surovikin, khiến cho Zaporizhia trở thành một máy xay đối với xe tăng Leopard 2 của Đức, cũng như xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Lực lượng xung kích Ukraine đã áp sát hàng răng rồng trong tuyến phòng thủ thứ nhất của Nga, nhưng họ phải hứng chịu thiệt hại nặng do xa vào bãi mìn hoặc vào khu vực hỏa lực mà Nga đã chọn sẵn. Nga tuyên bố đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Kupiansk. Người phát ngôn nhóm chiến đấu phía Tây của Nga, ông Sergei Zhibinsky, cho hãng thông tấn TASS biết hôm 15 tháng 8, nhóm tấn công của Ukraine đã hai lần tấn công quân đội Nga gần làng Novoseloskoye thuộc khu vực Donbass. Ông Zhibinsky cũng tiết lộ rằng nhóm chiến đấu phía Tây của Nga đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine tại khu vực Kupiansk, phía đông tỉnh Kharkov. Để giành lại các vị trí đã mất tại khu vực Kupiansk, đối phương đã phát động 5 cuộc phản công vào các vị trí của chúng tôi. Tất cả các cuộc phản công đều bị pháo binh của nhóm cản phá. Tổn thất của đối phương lên tới một trung đội bộ binh, ông Zhibinsky cho biết. Trước đó, hãng tin TASS dẫn lời Leonid Pasechik, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng do Nga bổ nhiệm, cho biết quân Nga đã đẩy lùi 15 nỗ lực của quân đội Ukraine trong tuần qua và xóa sổ làm bị thương hơn 200 binh sĩ đối phương. Pasechik tiết lộ quân đội Nga đã phá hủy hơn 15 khẩu pháo và cối, hệ thống tên lửa chống tăng và phóng lựu, 5 thiết giáp, 5 kho đạn của Ukraine sau các đợt giao tranh. Các chuyên gia tác chiến điện tử và phòng không cũng đã ngăn chặn 27 nỗ lực xâm phạm không phận Lugansk, ông Pasechik cho biết thêm. Ngày 14 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phát động một cuộc tấn công nhóm bằng khí tài chính xác tầm xa trên biển nhằm vào các địa điểm sản xuất và lưu trữ xuồng không người lái được lực lượng vũ trang Ukraine AFU sử dụng cho các cuộc tấn công. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị vô hiệu hóa. Trên hướng Kupiansk, cuộc tấn công của hàng không, lục quân và pháo binh từ các đơn vị thuộc cụm lực lượng Zapad của Nga đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công và phản công của AFU ở gần Novoseloskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugan, Perchovo-Chavyovoye, Sinkovka và vùng Bankovka của vùng Kharkov. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 65 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 1 hệ thống pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất, 2 hệ thống pháo tự hành Krupp do Ba Lan sản xuất, 1 pháo tự hành Khopivka, 1 lựu pháo MSDB và D-30. Ở hướng Donetsk, các đơn vị thuộc tập đoàn quân giúp của Nga với sự hỗ trợ của lực lượng tấn công mặt đất và hàng không lục quân đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của AFU ở gần Belogorovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugan, Vodianoye Krasnogorovka và Neveskoye thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Tổn thất của AFU hướng trên là 150 quân nhân Ukraine, 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới cũng như pháo FH-70 và MSDB do Anh sản xuất. Một kho đạn của lữ đoàn cơ giới 53 AFU đã bị phá hủy gần Avdiivka, Donetsk. Nga cũng tuyên bố đạt được các thành công trên các hướng Krasiliman, Nam Donetsk, Zaporozhye và Kherson. Còn theo Cham Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong ngày 13 tháng 8, phía Nga mất thêm 530 quân nhân, 8 xe tăng, 27 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 2 hệ thống phòng không, 9 UAV, 19 phương tiện chở nhiên liệu và 6 phương tiện đặc biệt. Nga phát hiện được gì trong máy tính bảng thu giữ của Ukraine? Theo thông tin của hãng tin Nga RIA Novosti,
đơn vị tác chiến Storm-G trên chiến trường phía nam Ukraine của quân đội Nga đã thu giữ được một chiếc máy tính bảng của quân đội Ukraine được trang bị hệ thống chỉ huy và điều khiển Krapiva, nghĩa là cây tầm ma, còn nguyên vẹn trên chiến trường. Quân đội Nga đã bất ngờ khi phát hiện ra rằng chiếc máy tính bảng này thậm chí có thể kết nối trực tiếp với máy bay cảnh báo sớm AWACS-E3A của quân đội Mỹ đóng tại Đức và hệ thống tình báo của NATO. Ngoài việc cung cấp cho quân đội Ukraine thông tin cụ thể về tình hình quân đội Nga, máy bay cảnh báo sớm của quân đội Mỹ còn tham gia chỉ huy trận đánh và lập phương án tác chiến. Có thể nói đây là vụ khám phá bí mật lớn của Nga về hệ thống chỉ huy tự động của quân đội Ukraine. Krapiva là một hệ thống phần mềm quản lý chiến đấu đa năng có thể cài đặt trên bất kỳ máy tính bảng chạy hệ điều hành Android nào. Hệ thống cơ bản có bản đồ điện tử và phần mềm điều khiển hỏa lực pháo binh có thể hoạt động mà không cần kết nối mạng. Máy tính bảng trông rất bình thường này khi được cài đặt Krapiva. Trong đó có tích hợp các phần mềm như bản đồ điện tử, liên lạc vệ tinh Starlink, phần mềm chỉ huy và điều khiển. Nó có thể thu được tình hình chiến trường theo thời gian thực và thông tin tình báo do vệ tinh, máy bay trinh sát và UAV cung cấp. Máy tính bảng Krapiva tiên tiến và dễ sử dụng hơn nhiều so với hệ thống chỉ huy và kiểm soát cồng kềnh của chính quân đội Nga, đóng vai trò quan trọng trong chỉ huy chiến đấu của quân đội Ukraine trên chiến trường. Các đơn vị đến cấp tiểu đội và thậm chí từng lính trinh sát của Ukraine đã được trang bị máy tính bảng cài đặt phần mềm Krapiva này. Máy tính bảng cài Krapiva khi được kết nối mạng giúp chỉ huy Ukraine không chỉ có thể nắm bắt được mọi di chuyển của quân Nga trong khu vực theo thời gian thực, mà còn đánh dấu thời gian, tọa độ và thông tin về mục tiêu đối phương bất cứ lúc nào, đồng thời gửi thông tin cho nhiều đơn vị hoặc kết nối nhiều máy Krapiva thành một mạng để hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu cùng nhau. Sau khi UAV trinh sát của Ukraine phát hiện ra những thay đổi về việc di chuyển lực lượng và khí tài, trang bị của quân đội Nga, thì dữ liệu của tất cả các thiết bị đầu cuối máy tính bảng cài đặt Krapiva của quân đội Ukraine sẽ được cập nhật thông tin theo thời gian thực. Chỉ huy quân đội Ukraine nắm thông tin qua Krapiva, có thể thông báo cho bất kỳ ai và bất kỳ lúc nào về những thông tin chiến đấu quan trọng, thậm chí có thể thực hiện các hoạt động nhận mệnh lệnh theo kiểu nền tảng giao hàng trực tuyến. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến quân đội Nga liên tục gặp khó khăn trong việc tập hợp, bố trí và triển khai quân trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt và sự phá hủy các tuyến tiếp tế hậu cần. Krapiva có thể được kết nối với hệ thống chiến đấu khác của quân đội Ukraine bằng mạng lưới Internet thông qua hệ thống Starlink. Từ đó có thể xem nhanh tọa độ triển khai vị trí của quân đội Nga. Đồng thời chỉ cần nhập dữ liệu vào Krapiva để cho ra các phương án tấn công, trình độ tiên tiến hơn rất nhiều so với hệ thống đầu cuối của quân đội Nga. Hệ thống chiến đấu Krapiva đã được trang bị chung cho 97% đơn vị cơ sở của lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine đã vượt quân đội Nga trong lĩnh vực tự động hóa, chỉ huy và tác chiến thông tin. Hệ thống chỉ huy Krapiva thậm chí còn tiên tiến và dễ sử dụng hơn hệ thống quản lý chiến đấu của quân đội Mỹ. Khi một số binh sĩ Ukraine từng tham gia lớp huấn luyện do lực lượng đặc nhiệm Mỹ huấn luyện tại Đức, họ phát hiện ra rằng đặc nhiệm Mỹ hiếm khi sử dụng UAV trong chiến đấu. Ngoài ra, hệ thống mạng và hệ thống bản đồ điện tử của đặc nhiệm Mỹ tương đối cũ và hiệu suất hoạt động không quá cao so với máy tính bảng cài Krapiva của quân đội Ukraine. Do đó, khả năng tính toán hỏa lực pháo binh chính xác và hỗ trợ hỏa lực theo thời gian thực của quân đội Mỹ là chưa thực sự ấn tượng. Quân đội Nga chiến đấu trên chiến trường Ukraine tỏ ra ghen tị với hệ thống tác chiến đa năng Krapiva mà quân đội Ukraine đang sử dụng bởi nó hoạt động rất hiệu quả. Hệ thống chiến đấu nối mạng này có thể được cài đặt trên bất kỳ mạng máy tính Android nào và phần mềm bao gồm bản đồ điện tử, điều khiển hỏa lực và ứng dụng chỉ huy. Vlad Ventadovsky, phóng viên chiến trường nổi tiếng của Nga khi còn sống đã tiết lộ, quân đội Nga hiện thiếu hệ thống chỉ huy chiến đấu đối mạng. Hệ thống tác chiến tiêu chuẩn của chính quân đội Nga khá lạc hậu và không dễ để sử dụng. Thậm chí bộ binh và pháo binh của Nga đang tìm cách sử dụng mạng truyền thông xã hội để tạo ra hệ thống chỉ huy chiến đấu của riêng mình. Hệ thống chỉ huy chiến đấu tự tạo mạnh nhất ở cấp cơ sở của quân đội Nga chính là mạng xã hội Telegram. Pháo binh và trinh sát của các đơn vị khác nhau trong quân đội Nga đã tự lập các nhóm chat trên Telegram. Sau đó, thông tin về quân đối phương được đăng tải và phân phối thông tin chỉ huy và điều khiển hỏa lực trong nhóm, nhờ đó có thể cải thiện hiệu quả chiến đấu và độ chính xác của pháo kích. Điều này gần tương đương với việc các đơn vị chiến đấu trực tiếp của quân đội Nga đang sử dụng các nhóm chat để chiến đấu. Tuy nhiên, có một số vấn đề về hiệu suất thông tin hóa, độ tin cậy và bảo mật của hệ thống chiến đấu tự phát này. Về vấn đề này, quân đội Ukraine tỏ ra được trang bị tốt hơn so với quân đội Nga. Nga và Ukraine giăng thế trận mới ở Biển Đen. Hôm Chủ nhật vừa rồi, một tàu chiến của quân đội Nga đã bắn cảnh cáo về phía tàu chở hàng tại khu vực Tây Nam Biển Đen, khi tàu này đang di chuyển về phía Bắc. Đây là lần đầu tiên quân đội Nga nã pháo hướng vào tàu chở hàng thương mại thuộc các quốc gia ngoài Ukraine kể từ khi rút khỏi thỏa thuận trao đổi ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian thương lượng vào tháng vừa rồi. Trong tháng 7, chính phủ Nga đã chấm dứt tham gia thỏa thuận trao đổi ngũ cốc Biển Đen với nội dung cho phép chính phủ Ukraine xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp an toàn qua khu vực Biển Đen. Chính quyền Moscow cho biết họ đã đánh giá tất cả các tàu hướng về phía Ukraine đều có nguy cơ đang vận chuyển khí tài. Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày Chủ nhật vừa rồi, chính phủ Nga cho biết
tàu tuần tra Vasily Bykov của quốc gia này đã sử dụng khí tài tự động hướng về phía tàu Sukhruokhan mang cờ hiệu của Palau sau khi thuyền trưởng của tàu này không chấp hành yêu cầu dừng tàu để kiểm tra. Chính phủ Nga cho biết tàu này đã đi về hướng cảng Izmail của Ukraine. Dữ liệu tàu chở hàng trên Refinitiv cho thấy tàu này hiện tại đang ở ven bờ biển Bulgari và đang di chuyển về phía cảng Sulina của Romania. Bộ Quốc phòng Nga cho biết để buộc tàu này phải dừng lại, chúng tôi đã sử dụng khí tài tự động để bắn cảnh cáo. Theo bộ này, quân đội Nga đã lên tàu này bằng một trực thăng K-29. Sau khi nhóm thanh tra hoàn thành nhiệm vụ trên tàu, tàu Sukhruokhan đã tiếp tục hành trình tới cảng Izmail. Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đã nghe về vụ việc liên quan tới một tàu hướng tới Romania và ông cũng cho biết chính quyền Ankara đang điều tra về vụ việc này. Reuters chưa thể liên lạc với tàu Sukhruokhan hay công ty sở hữu tàu này. Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vụ việc này là hành vi vi phạm luật quốc tế rõ ràng. Trên X, mạng xã hội với tên cũ là Twitter, nhà cố vấn này, ông Mikhailo Polyak cho biết Ukraine sẽ rút ra kết luận cần thiết và đưa ra các phản hồi phù hợp nhất. Ông Zelensky không nhắc tới vụ việc này trong video hàng tối. Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Quân đội miền Nam Ukraine, khẳng định các tuyên bố của chính phủ Nga chưa được xác minh bởi các nguồn chính thức khác. Tôi tin rằng cần phải chú ý về điểm này và cần phải cảnh giác về những đặc tính của cuộc chiến hỗn hợp. Bà kêu gọi các tàu chở hàng và di chuyển trong khu vực Biển Đen nên được thực hiện với điều kiện đảm bảo quốc tế và cho biết tuyên bố này có thể là tín hiệu cho tất cả các tàu dân sự tại Biển Đen. Bà cũng bình luận Nga đã cố gắng lạm quyền, dừng tàu và sử dụng phương tiện bay trên khu vực Biển Đen mà không phải đối mặt với hậu quả nào. Việc bắn vào phía tàu thương mại có thể sẽ dấy lên những lo ngại lâu nay trong cộng đồng sở hữu tàu, các công ty bảo hiểm và các công ty giao dịch hàng hóa về những mối nguy hiểm tại Biển Đen, tuyến đường biển chính mà Ukraine và Nga sử dụng để đưa sản phẩm nông nghiệp tới thị trường toàn cầu. Nga, Ukraine là hai quốc gia sản xuất hàng nông nghiệp hàng đầu thế giới và đều đóng vai trò chủ chốt trong thị trường lúa mì, lúa mạch, ngô, dầu cải, hạt hướng dương và dầu hướng dương. Nga cũng có vị trí quan trọng trong thị trường phân bón. Kể từ khi chính phủ Nga rút khỏi thỏa thuận trao đổi ngũ cốc trên Biển Đen, cả chính quyền Moscow và chính quyền Kiev đều đã đưa ra các cảnh báo và đã thực hiện các cuộc tấn công làm rung chuyển thị trường vận chuyển dầu và các loại hàng hóa trên toàn thế giới. Chính phủ Nga đã cho biết sẽ coi mọi tàu hướng về các cảng của Ukraine đều có thể là tàu quân sự và các quốc gia sở hữu tàu này sẽ là những bên tham gia chiến sự bên phía Ukraine. Quân đội Nga cũng vừa tấn công một cơ sở sản xuất ngũ cốc của Ukraine tại Danube. Chính phủ Ukraine cũng đã đáp trả bằng cách đe dọa đối với các tàu hướng về phía Nga hoặc các cảng Ukraine mà Nga kiểm soát. Quân đội Ukraine cũng đã tấn công một tàu chở dầu và một tàu chiến của Nga tại căn cứ hải quân Novorossiysk nằm cạnh một cảng trao đổi dầu và ngũ cốc lớn. Chính phủ Ukraine và các nước phương Tây đánh giá những quyết định của Nga tương tự với việc dựng hàng rào phong tỏa các cảng của Ukraine, đe dọa cắt đứt dòng trao đổi lúa mì và hạt hướng dương từ Ukraine tới thị trường toàn cầu. Chính phủ Nga bác bỏ những đánh giá này và khẳng định các nước phương Tây đã thất bại trong quá trình đề ra một thỏa thuận song phương nới lỏng các giới hạn đối với hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của quốc gia này. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đắp chiếu, nông sản Ukraine tràn kho. Trong khi châu Âu đang tìm cách kêu gọi Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép để Nga quay lại với sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, Tổng thống Zelensky cho biết họ đang nỗ lực để Kiev tiếp tục là người đảm bảo an ninh lương thực cho thế giới và người dân Ukraine có thể tiếp cận thị trường toàn cầu. Tính tới ngày 11 tháng 8, nông dân Ukraine đã thu hoạch được 22,961 triệu tấn ngũ cốc và cây họ đậu trên diện tích 5,292 triệu ha với năng suất 43,7 cm một ha, một cm tương đương với 100 kg. Theo báo cáo của Bộ Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine, vùng Odessa là vụ thu hoạch lớn nhất với 3,2 triệu tấn. Nông dân trong vùng đã thu hoạch xong sớm. Nông dân vùng Zaporizhia cũng đi đầu trong việc thu hoạch ngũ cốc, hoàn thành hơn 90% diện tích. Nông dân từ 12 khu vực khác đã thu hoạch xong cây họ đậu. Vùng Dnipropetrovsk và Kherson đã bắt đầu thu hoạch kê. Việc thu hoạch kiều mạch cũng đang được tiến hành ở vùng Dnipropetrovsk. Thu hoạch hạt cải dầu vẫn tiếp tục ở tất cả các vùng. Hơn 3,702 triệu tấn hạt cải dầu đã được thu hoạch trên diện tích hơn 1,315 triệu ha với năng suất 28,1 cm một ha. Bộ Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Ukraine dự kiến nước này sẽ thu hoạch khoảng 76,7 triệu tấn ngũ cốc và hạt lấy dầu vào năm 2023 nhờ thời tiết thuận lợi. Cùng với lượng hàng bắt đầu đổ về kho, cũng là lúc chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rốt ráo mở đường ra cho nông sản. Mới đây, Tổng thống Zelensky đã tổ chức một cuộc họp riêng với các quan chức quân đội, bao gồm người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Budanov, Tổng tư lệnh Zhuzhny, Tư lệnh Hải quân Nepapa, Cục trưởng Cục An ninh Maliuk và lãnh đạo Bộ Cơ sở Hạ tầng để thảo luận về các giải pháp thay thế cho việc xuất khẩu ngũ cốc thông qua các hành lang quá cảnh. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang làm mọi cách để ngũ cốc nước này tiếp cận thị trường thế giới, qua đó đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Hiện tại, một hành lang vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua phần sông Danube của Romania đang rất được quan tâm.
Kiev đang tập trung thảo luận với các đối tác quốc tế để tăng cường xuất khẩu qua con đường này. Trong khuôn khổ cuộc họp nhiều bên tại Gatali, Romania ngày 11 tháng 8 giữa Ukraine, Mỹ, Ủy ban châu Âu, Romania, Moldova, Phó Thủ tướng phụ trách tái thiết Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng, Lãnh thổ và Cơ sở tầng Ukraine Oleksandr Kuprakov cho biết, chúng tôi đã thảo luận về các biện pháp tăng cường xuất khẩu của Ukraine. Trong điều kiện hàng hải hạn chế, phần sông Danube của Romania rất quan trọng để định hướng lại xuất khẩu. Theo Phó Thủ tướng Ukraine Kuprakov, việc phát triển giao thông dọc sông Danube là một trong những vấn đề ưu tiên, trong đó các mục tiêu chính bao gồm tăng tốc độ di chuyển của tàu bè qua các kênh đào, tăng khả năng thông qua kênh Sulina và tổ chức thêm các địa điểm trung chuyển bên ngoài cảng Constanța của Romania. Một việc khác cũng đang được tiến hành là đưa phần sông Danube của Ukraine vào trong bản đồ mạng lưới các tuyến đường nội địa xuyên châu Âu TEN-T. Điều này sẽ góp phần quan trọng đẩy mạnh hoạt động chính thức của các doanh nghiệp trên thị trường vận tải sông Danube. Ngoài ra, Ukraine cùng với phía Romania đang nỗ lực triển khai vận tải hàng hóa đầy đủ tại các trạm kiểm soát đường bộ Krasnoyarsk, Vikovudesus và Diakivsky Rakovec, thúc đẩy kế hoạch tăng công suất lưu thông hàng hóa ít nhất 20% thông qua Rodupne Siret và mở thêm 2 trạm kiểm soát. Tất cả các hành động của chúng tôi nhằm đạt được một mục tiêu, cung cấp càng nhiều cơ hội càng tốt cho các nhà xuất khẩu Ukraine, từ đó tăng cả khả năng phòng thủ và giành chiến thắng cho nền kinh tế, ông Kubarkov cho biết. Về phần Romania, Bộ trưởng Bộ Giao thông Cơ sở tầng nước này Sorin Grindaninu cho biết đang tìm cách gấp đôi công suất vận chuyển ngũ cốc qua Ukraine. Theo đó, trong tương lai gần, Romania sẽ tăng gấp đôi công suất vận chuyển ngũ cốc đến từ Ukraine từ 2 triệu tấn lên 4 triệu tấn mỗi tháng. Các tuyến đường biển và đường sắt đều được huy động cho mục đích này. Kênh Sulina là giải pháp thay thế duy nhất cho vận tải đường biển. Bộ trưởng Romania hứa sẽ tối ưu hóa trong khuôn khổ dự án do EU tài trợ trị giá 18 triệu euro việc sử dụng kênh Sulina nơi có các cảng sông Danube của Ukraine. Về trung hạn, Bộ trưởng Grindaninu đề cập tới khoản đầu tư mới trị giá 1 tỷ euro vào tuyến đường sắt của cảng Kosana và tung tiền nhiều hơn vào các dự án cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt, vốn rất quan trọng đối với Ukraine trong quá trình tái thiết sau xung đột. Sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine được thực hiện thông qua các tuyến đường thay thế, gồm đường bộ và đường sắt, thông qua các cảng sông Danube. Vì thế, kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine, doanh thu hàng hóa của các cảng Danube đã tăng gấp 3 lần, trong khi cảng biển của Odessa mất hơn một nửa doanh thu hàng hóa. Tuy nhiên, theo ông Dmitry Barinov, phó giám đốc cơ quan quản lý các cảng biển Ukraine, tuyến đường sông Danube chỉ có thể thay thế một phần việc vận chuyển hàng hóa qua các cảng biển, khối lượng trung chuyển rất khó so sánh. Dù vậy, tuyến đường này vẫn là sự thay thế hữu hiệu nhất. Trong nửa đầu năm 2023, 11 triệu tấn ngũ cốc đã được vận chuyển qua các cảng sông Danube, tương đương với cả năm 2022. Tuy nhiên, một con đường khác của nông sản Ukraine lại không thuận lợi như vậy. Mới đầu tháng này, qua kênh Twitter của Bộ Nông nghiệp Ba Lan, Bộ trưởng Bộ này Robert Telut tuyên bố đóng cửa biên giới đối với nông sản Ukraine sau ngày 15 tháng 9. Ngay cả khi EU không đưa ra quyết định như vậy, chúng tôi vẫn sẽ đóng cửa biên giới đối với các sản phẩm của Ukraine sau ngày 15 tháng 9. Tôi nghĩ rằng một số trong 5 quốc gia tuyến đầu cũng sẽ làm như vậy. Điều này không chống lại bất kỳ ai, mà vì hạnh phúc của nông dân Ba Lan, ông Telut cho biết. Như Ukrinform đưa tin, hồi đầu tháng 7, 5 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu cũng đã ký tuyên bố gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine để bảo vệ lợi ích của nông dân trong nước. Nhưng các sản phẩm lương thực vẫn có thể đi ra thị trường thế giới thông qua lãnh thổ của họ sau khi Nga rút khỏi sáng kiến quốc Biển Đen. Những người đứng đầu ngành nông nghiệp từ Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania, Slovakia đã yêu cầu EU xây dựng các cơ chế cho phép ngũ cốc và các sản phẩm thực phẩm khác của Ukraine được chuyển tới các điểm đến cuối mà không ảnh hưởng tới ngành nông nghiệp của các quốc gia trung chuyển. Sau khi Nga đình chỉ tham gia sáng kiến quốc Biển Đen, EC duy trì sự hỗ trợ vững chắc cho Kiev, khẳng định kiên định với việc bảo vệ các làn đường đoàn kết và tiếp tục tìm đường máu cho nông sản Ukraine xuất khẩu. Tuy nhiên, với EU hiện nay, bài toán cân bằng thị trường nông sản nội khối trong khi tiếp tục duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine là rất khó khăn. Chẳng hạn, giải pháp hỗ trợ tài chính cho nông dân hồi đầu năm nhằm xoa dịu những bất đồng giữa các quốc gia thành viên chỉ là ngắn hạn. Về lâu dài, EU cần một biện pháp đa mục tiêu, phải vừa tháo gỡ được khó khăn cho nông dân tại các nước đang bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng lại phải tạo được lối đi riêng cho nông sản Ukraine ra thị trường ngoại khối. Mọi quyết định chưa hợp lý đều có thể gây lên những bất đồng và đặt EU trước thách thức củng cố tình đoàn kết nội khối. Thúc đẩy đối thoại hòa bình để giải quyết khủng hoảng Ukraine. Hãng tin DW của Đức ngày 14 tháng 8 dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz đánh giá cao các hội nghị quốc tế về tình hình Ukraine diễn ra đầu tháng 8 năm 2023 tại Jeddah, Ả Rập Xê Út và ở Copenhagen, Đan Mạch tháng 6 năm 2023. Ông Scholz kêu gọi tổ chức thêm các cuộc thảo luận tương tự nhằm sớm đạt được giải pháp chính trị chấm dứt xung đột Ukraine. Chúng rất quan trọng và chúng chính là bước khởi đầu. Ông Scholz phát biểu thêm, đáng chú ý, nhà lãnh đạo Đức cũng cho rằng sự tham gia của Trung Quốc vào các cuộc đàm phán có vai trò quan trọng bởi Bắc Kinh hiện giữ vai trò đối tác thương mại quốc tế quan trọng hàng đầu của Nga.
Nga và Ukraine có quan điểm khác nhau về cách thức cũng như nội dung của các cuộc đàm phán hòa bình tại đối thoại Ả Rập Xê Út hồi đầu tháng với sự góp mặt của đại diện hơn 40 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Qatar, Mỹ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Đức, nhiều nước châu Âu khác và Ukraine. Kiev đã rất nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ dành cho kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 11 năm 2022. Sau sự kiện này, Kiev thể hiện hài lòng với kết quả, trong khi nước chủ nhà Ả Rập Xê Út khẳng định các đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục tham vấn quốc tế và trao đổi quan điểm theo cách góp phần xây dựng nền tảng chung mở đường cho hòa bình tại Ukraine. Ở chiều ngược lại, Moscow đánh giá các nước châu Âu và Ukraine tìm cách ra tối hậu thư với Nga thông qua hội nghị ở Ả Rập Xê Út, chứ không phải là thúc đẩy giải pháp mà nước này có thể chấp nhận được. Nga từ lâu khẳng định rằng cuộc xung đột tại Ukraine chỉ có thể kết thúc nếu phương Tây dừng viện trợ khí tài cho Ukraine, dỡ bỏ trừng phạt và đáp ứng các điều kiện an ninh của họ. Đức hiện là một trong những quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine với giá trị các gói lên tới 12 tỷ đô. Từ năm ngoái, Đức đã chuyển cho Ukraine nhiều hệ thống khí tài hiện đại, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, thiết giáp Marder M113, tổ hợp tên lửa phòng không Patriot và Iris-T, pháo phòng không tự hành Black Panther Gripard cùng nhiều loại đạn. Truyền thông phương Tây cho biết Berlin dường như còn thảo luận về việc gửi tên lửa hành trình Taurus có tầm bắn lên tới 500 km cho Ukraine. Động thái chắc chắn sẽ khiến Nga phản ứng dữ dội. Khi được hỏi về khả năng chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine trong tương lai gần, ông Sko đã không đưa ra câu trả lời trực tiếp mà cho biết Berlin sẽ xem xét mọi quyết định một cách cẩn trọng. Từ phía Trung Quốc, khi trả lời phỏng vấn tờ Berliner Zeitung của Đức, đại sứ Trung Quốc tại Berlin Ngô Khẩn nói rằng Bắc Kinh sẽ không từ bỏ các nỗ lực quốc tế nhằm lập lại hòa bình tại Ukraine. Bình luận về câu hỏi Trung Quốc có thể đề nghị Nga dừng chiến dịch quân sự hay không, ông Ngô Khẩn khẳng định cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine có ảnh hưởng tới lợi ích an ninh của châu Âu và nếu châu Âu và Mỹ không đóng vai trò tích cực hơn, cuộc khủng hoảng sẽ không thể kết thúc sớm, bất kể Trung Quốc hành động như thế nào. Theo quan chức ngoại giao Trung Quốc, người Mỹ có ảnh hưởng đặc biệt tới an ninh của châu Âu, nhưng họ dường như không quan tâm tới việc đạt được một giải pháp chính trị nhanh chóng. Tờ Bưu điện Hoa Lan buổi sáng dẫn lời, ông Ngô Khẩn cũng nhấn mạnh Trung Quốc và Nga có mối quan hệ láng giềng tốt đẹp. Từ khi chiến sự nổ ra, Trung Quốc thể hiện họ sẵn sàng đóng vai trò tích cực và đưa ra một kế hoạch hòa bình 12 điểm hồi tháng 2 năm 2023. Tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky về tình hình chiến sự. Không lâu sau, Bắc Kinh đã cử đặc phái viên Lý Huy tới Nga, Ukraine và một số quốc gia châu Âu nhằm tìm kiếm kế hoạch khả thi đưa Moscow và Kiev trở lại bàn đàm phán. Theo DW, ông Lý Huy cũng có mặt ở hội nghị Ả Rập Xê Út và đối thoại về tình hình Ukraine với phái đoàn Mỹ. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng sau đó xác nhận cuộc gặp Mỹ-Trung về Ukraine diễn ra hiệu quả. Từ Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đặc phái viên Lý Huy tiến hành liên lạc và trao đổi sâu rộng với các bên về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng, đồng thời lắng nghe mọi ý kiến và đề xuất. Sau hội nghị Ả Rập Xê Út, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Ngoại giao nước này Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Trong cuộc điện đàm, ông Vương nhấn mạnh về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Trung Quốc sẽ giữ lập trường độc lập và vô tư, đưa ra tiếng nói khách quan và hợp lý, tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và cố gắng tìm kiếm giải pháp chính trị cho các vấn đề đa phương quốc tế. Rủi ro và thách thức nếu can thiệp quân sự vào Niger. Bất kỳ động thái nào đều chứa đựng những rủi ro về hoạt động chính trị, từ việc tập hợp lực lượng can thiệp tới gây tổn thất cho dân thường. Theo hãng tin AFP ngày 14 tháng 8, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS đang cân nhắc can thiệp quân sự để khôi phục quyền lực cho vị tổng thống đắc cử của Niger, Mohamed Bazoum, sau khi ông này bị đội cận vệ bắt giữ vào ngày 26 tháng 7. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bất kỳ động thái nào như vậy đều chứa đựng những rủi ro về hoạt động chính trị, từ việc tập hợp lực lượng can thiệp tới gây tổn thất cho dân thường. Theo họ, dưới đây là những vấn đề chính. Về huy động lực lượng, ECOWAS hôm 10 tháng 8 đã yêu cầu triển khai lực lượng dự phòng để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger. Lực lượng này đã 6 lần can thiệp vào các thành viên Niger kể từ năm 1990 trong các sự kiện như nội chiến hoặc bất ổn chính trị. Mark Ander Bovet, một chuyên gia về Sahel thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Francophone tại Montreal cho biết, ngày nay cũng như trước đây, không có sự thống nhất rõ ràng giữa thành viên ECOWAS về các thành phần lực lượng. Theo chuyên gia Bovet, việc tập hợp lực lượng phụ thuộc vào ý chí của những bên đóng góp, một nỗ lực đòi hỏi các cuộc đàm phán kéo dài và vượt qua sự nghi ngờ to lớn. Trong số 15 thành viên ECOWAS, ba nước Mali, Guinea, Burkina Faso đã bị đình chỉ tư cách thành viên của tổ chức này vì các cuộc đảo chính quân sự. Trong số các quốc gia khác, các nước Tây Phi như Nigeria cũng như Benin, bờ biển Nga và Senegal nói rằng họ sẵn sàng triển khai binh sĩ, mặc dù là họ cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong nước về vấn đề này. Về phần mình, Elie Tenenbaum thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp nêu quan điểm về cơ bản, lực lượng dự phòng châu Phi không được hình thành để khôi phục trật tự hiến pháp ở một quốc gia đã xảy ra đảo chính. Về quân số, tướng Senegal Matosek cho biết một chiến dịch kiểu này cần huy động từ 3.000 tới 4.000 binh sĩ. Cho tới nay, chỉ có bờ biển Nga công khai nêu rõ số lượng binh lính mà họ sẽ triển khai, khoảng 1.000 quân.
Chuyên gia Tenenbaum cho biết, các quốc gia châu Phi thường có sự kiểm soát chặt chẽ đối với chủ quyền của họ khi nói tới an ninh và quốc phòng. Ngoài ra thật khó để tập hợp binh lực trong số những quân đội vốn đã yếu và thiếu trang bị. Lực lượng vũ trang của Niger có khoảng 30.000 quân, trong đó có 11.000 quân được triển khai để chiến đấu với các chiến binh thánh chiến, theo số liệu do ông Bazoum đưa ra năm ngoái. Các chế độ quân sự Mali và Burkina Faso cũng đã tuyên bố rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào Niger sẽ được coi là tuyên chiến nhằm vào họ. Mặt khác, lực lượng vũ trang của họ còn yếu và đã bị lôi kéo vào cuộc chiến chống quân nổi dậy thánh chiến. Về rủi ro hoạt động, lật đổ chế độ tại Niger, một quốc gia rộng lớn khô cằn, có nghĩa là cần sự tập trung lực lượng vào thủ đô Niamey. Một cuộc tấn công trên bộ có nghĩa là phải vượt qua vài trăm km địa hình đầy thù địch. Về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng mấu chốt nằm ở khả năng cơ động trên không, có thể sử dụng sân bay của Niamey làm cứ điểm, chuẩn bị để nhắm mục tiêu vào dinh tổng thống nơi ông Bazoum đang bị giam giữ. Amadou Bounty Diallo, một nhà phân tích và cựu quân nhân người Niger, đánh giá các chỉ huy quân sự của ECOWAS muốn chiếm sân bay Niamey và bắn phá dinh tổng thống, nhưng chúng tôi có hệ thống phòng không hiện đại có thể bắn hạ máy bay của họ. Bên cạnh đó, khả năng chống lại sự can thiệp sẽ dựa vào lực lượng bảo vệ tổng thống, một lực lượng tinh nhuệ gồm 700 người, trong khi sự sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội khác là một vấn đề gây tranh cãi. Các thành phần khác của quân đội bề ngoài tán thành cuộc đảo chính để tránh đổ máu, họ không muốn tham gia vào cuộc chiến. Ngay khi mọi thứ bắt đầu trở nên nghiêm trọng, có thể sẽ xuất hiện nhiều đơn vị tan rã, một cố vấn của ông Bazoum cho biết. Về tổn thất dân sự, theo chuyên gia Tenenbaum, đây là một trong những rủi ro lớn. Những người ủng hộ đảo chính đã tụ tập nhiều lần ở thủ đô, nhiều người trong số họ tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ quân đội của họ nếu bị tấn công. Trong một diễn biến mới nhất, Mỹ, Liên Hợp Quốc và các nhà lãnh đạo Tây Phi đã lên án việc chính quyền quân sự Niger chuẩn bị truy tố ông Bazoum với cáo buộc tội phản quốc và phá hoại an ninh quốc gia. Chính quyền quân sự Niger thông báo sẽ truy tố tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum với cáo buộc phản quốc và phá hoại an ninh quốc gia. Động thái diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao trước cuộc khủng hoảng Niger sau đảo chính. Ngày 14 tháng 8, chính quyền quân sự Niger cho biết sẽ truy tố ông Bazoum với cáo buộc phản quốc liên quan tới các trao đổi của ông với nước ngoài và các tổ chức quốc tế, theo hãng tin Reuters. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, người phát ngôn phe đảo chính Niger, đại tá Amadou Abramane nói rằng chính quyền quân sự thu thập bằng chứng cần thiết để truy tố tổng thống bị phế truất với cáo buộc phản quốc và phá hoại an ninh bên trong bên ngoài Niger. Mỹ, Liên Hợp Quốc và các nhà lãnh đạo Tây Phi đã lên án động thái này, nói rằng điều đó cho thấy chính quyền quân sự Niger không sẵn sàng tìm kiếm con đường hòa bình để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric cho rằng nỗ lực nhằm đưa ra các cáo buộc chống lại ông Bazoum rất đáng quan ngại, đồng thời kêu gọi chính quyền quân sự Niger trao trả tự do cho ông Bazoum. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Venan Patel nói hành động trên của phe đảo chính Niger không chính đáng và phi lý, cũng như không góp phần giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng này. Tổ chức Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS gọi động thái trên là khiêu khích và mâu thuẫn với các báo cáo cho rằng chính quyền quân sự tại Niger sẵn sàng khôi phục trật tự hiến pháp thông qua các biện pháp hòa bình. Trong bối cảnh đảo chính ở Niger sắp bước sang tuần thứ tư, các nhà lãnh đạo của ECOWAS đang nỗ lực can sự ngoại giao với chính quyền quân sự Niger nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Hãng tin Reuters ngày 13 tháng 8 đưa tin phái đoàn các học giả Hồi giáo do Tổng thống Nigeria và đồng thời là Chủ tịch ECOWAS, ông Bola Tinubu, đã cử tới thủ đô Niamey của Niger để thúc đẩy giải pháp ngoại giao với chính quyền quân sự Niger. Ông Sheikh Aluhani Balalo, lãnh đạo phái đoàn cho biết cuộc gặp của phái đoàn với lãnh đạo phe đảo chính Niger, tướng Ado Rahamani Thiani kéo dài vài giờ. Ông Thiani nói rằng cánh cửa ngoại giao và hòa bình vẫn đang hé mở để giải quyết vấn đề, ông Lau cho hay. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.